Danh hài mùa 2 đã trở lại trên kênh YouTube mới. Và các bạn ơi, kỳ này Diệp Hương không phải là dễ thương mà Trứng Thành không bị hành nữa. Mà kỳ này tất cả các thí sinh của chúng tôi háo hức, mỗi một thành phố là một cái lần làm cho chúng tôi rất là bất ngờ vì số lượng thí sinh rất là nhiều. Nhưng không những số lượng mà chất lượng càng khủng khiếp hơn, và số lượng làm nhục Việt Hương nó cũng nhiều hơn. Cho nên các bạn hãy đón xem chương trình của chúng tôi sẽ phát vào lúc 20 giờ vào ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hãy nhớ là 1 tháng 11 nhớ nhé. Yeah.